Các bạn đang nghe truyện ngẫu nhiên bày quầy bán hàng khách hàng đuổi theo tôi 10 con phố trên kênh TV Audio CV. Chương 715. À, mùi vị rất sảng khoái hai. Vì để video được nhiều người xem được hơn, lúc Tiêu Phàm đăng bài, một hơi thêm mấy cái hashtag. Quả nhiên video đăng không bao lâu đã được fan của ông chủ Lâm phát hiện. Trong nhất thời, nội dung đến chính rõ ràng không còn quan trọng nữa. Tất cả người nhìn thấy video trong đầu chỉ còn lại một tin tức. Đó chính là ông chủ lâm bày quầy hàng ở núi Đại Bạch. Sau khi trải qua chuyện ông chủ lâm từ phía nam chạy đến phía bắc bày quầy hàng, các khách hàng ruột phía nam đã không quá say mê tìm ông chủ lâm ập nữa. Bởi vì mọi người biết khả năng ông chủ lâm trở về rất nhỏ nên cơ bản đều tìm tin tức ông chủ lâm ở trên mạng. Lạ thật, mới thứ ba, địa điểm ông chủ lâm bày quầy hàng đã bị cư dân mạng công bố ra. Đệt, đỉnh vậy, thế mà ông chủ lâm chạy tới núi đại bạch bày quầy hàng cái này ai mà ngờ cho được chứ gì nữa vốn tôi còn cho rằng anh ấy ở thành phố khác của bạch long giang bày quầy hàng dù sao bạch long giang khá lớn tôi còn tưởng sẽ đi cấp nhĩ tân không ngờ ông chủ lâm đi tới các lâm luôn trời ạ à, đây không phải là vấn đề ông chủ lâm đi đâu bày quầy hàng là vấn đề tôi có dám đi hay không không nhìn thấy con hổ lớn đằng sau trong video hả dọa dạ chết người đó núi đại bạch rất lớn muốn tìm ông chủ lâm cũng không dễ dàng còn dễ gặp phải động vật hoang dã tuần này ông chủ lâm bán đậu hũ nóng đó món này ngon lắm đậu hũ này nhìn thật thơm cho nên các anh không nghe thấy lời giải thích của hai người đó đúng không con hổ là ngửi thấy mùi đậu hũ nóng của ông chủ lâm mới đi vào khu trượt tuyết sau khi ăn được đậu hũ nóng thì đi mất ôi trời ơi không dám tưởng tượng ông chủ lâm làm đậu hũ nóng ngon tới mức nào khiến cả con hổ cũng bị thèm mà đến con hổ trong video nằm bò ở trước mặt ông chủ lâm ăn đậu hũ đây là ý lại vào ông chủ lâm à ông chủ lâm ơi tuy tôi rất muốn ăn đậu hũ anh làm nhưng con hổ ở bên cạnh tôi thật sự không dám đi ông chủ lâm tuần này không được đâu núi đại bạch có xa hay không có lạnh chưa bàn đến nhưng con hổ này không đỡ nổi lâm chu không biết thảo luận trên mạng còn đang chờ mong những khách hàng ruột đến tìm sau khi những nhân viên vũ trang cùng tiêu phàm và lưu hàng ăn xong có con hổ ở bên cạnh như rình mồi bọn họ cũng không dám ở lâu ăn xong thì bỏ chạy nếu không phải đóng gói không tiện ăn thì bọn họ đã đóng gói mang đi rồi trên đường trở về lưu hàng đang lái xe tiêu phàm luôn chú ý động tĩnh của video nhìn thấy một vài bình luận thì trả lời ví dụ như cái này chủ thất ơi ông chủ lâm bày quầy hàng ở đâu của núi đại bạch thế tiêu phàm nghĩ đến ông chủ lâm giúp anh như vậy hiện tại phan của ông chủ lâm tới hỏi địa chỉ ông chủ lâm bày quầy hàng đương nhiên anh phải nghiêm túc trả lời để mọi người ủng hộ quầy hàng của ông chủ lâm bằng không làm sao xứng đáng với ông chủ lâm chứ ông chủ lâm bày quầy hàng ở một trong những đỉnh của núi đại bạch cụ thể là đỉnh nào thì tôi không chú ý gần bên khu trượt tuyết phải đi vào núi một chỗ sườn núi bằng phẳng ông chủ lâm bày quầy hàng ở đó hình dung chung chung này thật sự khiến những cư dân mạng nhìn thấy câu trả lời trước mắt tối sầm câu trả lời phía dưới nhất thời trở nên náo nhiệt người anh em anh xem thử câu trả lời của mình đi đừng nói những người vùng khác chưa từng đến núi đại bạch như chúng tôi anh kêu người địa phương núi đại bạch cũng chưa chắc tìm được chứ còn gì nữa bình thường tôi nghe người khác hình dung nơi chốn trong đầu sẽ hình thành bản đồ đại khái định vị được chỗ nào hình dung của anh ta tôi mường tượng không ra ông chủ lâm chạy ghê thật mỗi lần nơi anh ấy bày quầy hàng khiến tôi nảy sinh tưởng tượng mới đỉnh núi trước đó tôi đã cảm thấy đủ vô lý rồi không ngờ bây giờ còn phải tìm ông chủ lâm ở trong một dãy núi mấy anh em à các anh có đi không tuần này tôi thật không dám ngày hôm qua xem con hổ kia chạy đến khu trượt tuyết cách màn hình tôi cũng sắp bị hù chết đến hiện trường chắc tôi không được đâu. Cười chết, bình thường vị trí của ông chủ Lâm vừa lộ ra, khắp nơi trên mạng đều là hình ảnh hay video đã xuất phát, hôm nay vị trí lộ ra, đến bây giờ tôi còn chưa lướt được video có người khoe vé máy bay. Tiêu Phàm nhìn những bình luận này, nghi hoặc gãi đầu. Anh Hàng, tao hình dung địa điểm mà ông chủ Lâm bày quầy hàng khó hiểu lắm hả? Lưu Hàng. Không có. Phòng ngừa người này cứ làm phiền anh mãi, lưu hàng trái lương tâm nói quả nhiên tiêu phàm nghe thấy lời nói của lưu hàng thì không cảm thấy là vấn đề của bản thân anh tiếp tục trả lời vấn đề của cư dân mạng còn có người hỏi con hổ con hổ có cắn người không cũng là vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều nhất tiêu phàm không thể đảm bảo vấn đề này chỉ có thể lấy mình làm ví dụ mà nói con hổ cắn người không thì tôi không rõ tôi ở gần con hổ như vậy cũng không thấy con hổ có hứng thú gì với tôi trong mắt chỉ có đậu hủ nóng do ông chủ lâm làm Còn có hỏi thời gian ông chủ lâm bày quầy hàng Cũng may ông chủ lâm có dự đoán trước Biết khẳng định sẽ có phan hỏi nên trước khi quay đã nói cho anh Tiêu phàm vui tươi hớn hở trả lời Tuần này ông chủ lâm đều bày quầy hàng ở núi Đại Bạch Thời gian là buổi chiều 1 giờ đến 5 giờ Các anh em xông lên đi Không những được ăn đậu hủ nóng thủ công do ông chủ lâm làm Còn có thể vuốt lông mèo lớn miễn phí câu trả lời của anh có thể khiến các cư dân mạng bị mê hoặc xin hỏi người anh em mèo lớn trong miệng anh là con hổ siberia kia á hả người tốt nhà ai gọi hổ siberia là mèo lớn thế anh xác định mèo lớn không cắn người hả ông chủ lâm cách mèo lớn gần như vậy có nguy hiểm gì hay không núi đại bạch quá lớn tôi xông không nổi tiêu phàm trả lời suốt dọc đường sau đó lúc xuống xe cảm giác hơi chóng mặt sao vậy tao hơi đau đầu khó chịu muốn nôn lưu hàng đi theo phía sau anh không phải chứ trên xe mày chơi di động suốt dọc đường tại sao nhức đầu trong lòng mày không rõ à lưu hàng nói xong bất đắc dĩ dìu người vào trong nhà bên kia sau khi tiêu phàm và các nhân viên vũ trang rời đi lâm chu cũng chỉ có thể cùng mèo lớn đưa mắt nhìn nhau một hổ ăn một người nhìn mắt thấy nó đã ăn được mấy bát còn đưa chậu đến bên cạnh cậu. Lâm Chu rất hoài nghi tối hôm qua căn bản nó cũng chưa đi săn, chỉ chờ hôm nay ăn ké của cậu. Mày nói xem tối qua có phải mày không đi săn, chờ bữa này của tao không? Lâm Chu nói xong lại múc cho con hổ bát đậu hủ. Mắt thấy con hổ đã ăn nhiều hơn khách hàng, Lâm Chu thở dài. Tuần này không phải cậu buôn bán, mà là tới đút con hổ. Đuổi cũng đuổi không đi, cậu chạy nó đuổi, còn dễ dàng chạy đến chỗ khách hàng mua đậu hũ nóng khiến cậu cực kỳ bị động hổ siberia nghe lời nói của lâm chu nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương theo thói quen tuy nó không rõ ý của lời này nhưng biết như vậy có thể đến ăn lâm chu bất đắc dĩ thở dài không có khách hàng đến cậu cũng không muốn đuổi con hổ đi bằng không núi sâu rừng già này cậu ở một mình không thể nói là khủng bố nhưng cũng không tự do có áp lực tĩnh mịch rất nhàm chán có con hổ ở đây tối thiểu còn có vật sống ở cùng cậu nhìn con hổ ăn thơm ngon lâm chu thở dài thường thường địa điểm ngẫu nhiên này của hệ thống đúng là ngẫu nhiên thật trong núi lớn tối thiểu còn có thắng cảnh còn có người nếu ngày nào đó cho cậu ngẫu nhiên đến thảo nguyên lớn hoặc là sa mạc thì sao đây lâm chu lo lắng cho cuộc sống bày quầy hàng sau này của mình cậu đang đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy có khách hàng đến lâm chu đã tháo khẩu trang lộ ra nụ cười vui mừng, chuẩn bị nên đón khách hàng thứ hai, thứ ba của hôm nay. Sau đó nhìn một đám người, nhìn thấy có năm sáu người, đi được một nửa thì không đi nữa. Lâm Chu Ngay lúc Lâm Chu nghi hoặc, thì nhìn thấy nhóm người này, lấy ra một tấm bảng từ phía sau. Chữ viết phía trên. Ông chủ Lâm, chào buổi chiều, chúng tôi lấy sáu phần đậu hũ nóng, vị sao cũng được. Lâm Chu thấy rõ chữ phía trên, khóe miệng run rẩy mấy cái nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã nhìn thấy cũng may mắt cậu tốt bằng không khách hàng còn không phải lấy loa đến hết à không đúng có lẽ là không dám lấy loa đâu sợ làm ồn đến con hổ bằng không cũng sẽ không dơ bản thật sự là lần đầu làm chuyện như vậy nhất thời lâm chu cũng không biết nên biểu đạt tâm trạng của cậu như thế nào múc xong sáu phần đậu hủ nóng lâm chu vẫy tay với bọn họ tỏ vẻ có thể lấy đồ ăn rồi mùi đậu hũ lan tràn trong không khí sáu người nhìn thấy động tác tay của ông chủ lâm thì liếc nhau bắt đầu kéo búa bao một ván định thắng bại ai thua người đó đi lấy lúc mấy người tới cũng đã hiểu biết tình huống hiện trường có tâm lý chuẩn bị hơn nữa trang bị đầy đủ hết lúc này ánh mắt nhìn nhau đều mang theo cảnh giác sau một ván ba người thua trận khẩn trương từng chút tới gần lâm chu còn không quên nhìn tình huống con hổ xác định con hổ giống như trên mạng nói không để ý tới người qua đường chỉ lo ăn mới không khẩn trương như vậy nữa bằng không tiếp xúc gần với con hổ là mức độ nhũng chân thật đây chính là bên ngoài đối mặt với con hổ hoang dã ai cũng không dám đảm bảo con hổ này có luôn không công kích người không tự đáy lòng bội phục ông chủ lâm lá gan thật lớn ông ông chủ lâm có thể đóng gói không dùng túi đóng gói được không lâm chu biết bọn họ sợ hãi vì thế nhìn chậu inox nói được dùng cái gì đóng gói cũng được lâm chu gật đầu sau đó xách túi trong bát lên đóng gói lại lại thêm một tầng túi to đừng chắc chắn một chút đặt trên đôi đũa đưa qua sau khi đóng gói xong ba người mỗi người xách hai phần thanh toán tiền quay đầu bỏ chạy ông chủ lâm tạm biệt bọn tôi sẽ trở lại lâm chu Lâm Chu nhìn chầm bọn họ rời đi, sau đó quay đầu thì thấy mèo lớn cũng ăn xong rồi, đứng lên, chậm rãi đi về phía rừng cây. Sao vậy, là ăn no rồi muốn đi ngủ à, ăn không nhiều bằng ngày hôm qua, là ăn xong rồi đó à, Lâm Chu nghĩ không ra, nhưng con hổ muốn đi, cậu cũng không thể ngăn cản được. Buồn chán thì buồn chán thôi. Hổ đi rồi, nói không chừng còn có khách qua đây, không đến mức bị dọa tránh xa cậu. Lâm Chu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, móc điện thoại ra chuẩn bị giết thời gian, sau đó phát hiện cậu chạy vào trong rừng núi sâu thẳm, tín hiệu không được tốt cho lắm. Xem video còn bị giật giật. Nhất thời, kế hoạch giết thời gian lại đến hồi kết. Lâm Chu ngồi dưới gốc cây lớn, nhàm chán đến mức sắp đếm lá cây, cũng không thấy có khách qua đây. Phía bên kia, đám người vừa mới mua đậu hũ đang thương lượng đi đâu để ăn. Không thể đến khu trượt tuyết không an toàn còn nơi nào ngồi được nhỉ tuy mấy người họ đều là người cát lâm nhưng không phải là người bản địa cho nên không quen thuộc với núi đại bạch là xem tin tức rồi đột nhiên muốn đến núi đại bạch xem xem sau đó đến rồi lại thấy tin tức nói ông chủ lâm bày quầy bán hàng ở núi đại bạch mỗi một ngày cuộc sống đều là kinh ngạc xen lẫn vui mừng vì vậy mấy người họ hỏi cả chặng đường đúng là để bọn họ tìm được ông chủ lâm chỉ là con hổ Siberia ở trước quầy hàng quá dọa người, khiến bọn họ không dám tiếp cận ông chủ lâm. Xem ven đường có ghế ngồi công cộng hay không, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, ăn đậu hũ đã rồi hẳn nói. Đậu hũ thơm ngát trong tay đúng là đi không xa. Đậu hũ nóng hổi hoàn toàn kích phát mùi thơm của nước chấm. Mùi thơm của hạt mè đậu phộng trong sốt tương mè hòa quyện với mùi thơm của sốt rau hẹ dưới hơi nóng, kết hợp với ớt tươi, mùi vị có trình tự, còn có hương vị nồng nặc ngửi thôi đã khiến người ta sinh ra cảm giác thèm thuồng có lý tôi cũng thèm rồi ông chủ lâm quả nhiên là danh bất hư truyền chỉ với đậu hũ cũng có thể khiến tôi thèm không chịu nổi tôi tin đậu hũ này là do ông chủ lâm chế biến thủ công bởi vì tôi hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đậu hũ đẹp đến vậy nhìn màu sắc còn tưởng là tào phớ sau đó cắt ra mới phát hiện là đậu hũ nhưng mặt cắt rất hoàn mỹ không có phần rỗng như của đậu hũ rất dày đỉnh ghê. Mấy người họ càng nói càng thèm, sách theo đậu hũ tìm được chỗ ngồi ở xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy băng ghế gỗ có thể ngồi dưới chân núi. Mấy người họ không cần mở miệng, đã nhanh chóng tìm được vị trí đẹp, nên mở túi ra bắt đầu ăn. Thì, cũng không trách mọi người lại tung hô một quán ven đường, tay nghề của ông chủ lâm rất giỏi, còn nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn, nhìn túi nhựa này đi, không phải là hàng rẻ bình thường, xúc cảm chất lượng rất tốt đó người đàn ông nhiều lời mở túi ra còn không ngừng nói người bạn bên cạnh không thèm để ý đến anh ta mọi người đều không chờ đợi được mà bắt đầu ăn vừa mở túi ra mùi thơm của đậu hủ nóng càng nồng đậm hơn thơm đến mức trong miệng không ngừng tiết nước bọt sốt ruột vội vàng dùng đũa mở ra cắp một miếng đậu hủ rồi nhét vào trong miệng tuy bị phỏng miệng nhưng thật sự rất thơm hương vị đậu hủ nồng đậm vị vừa dày vừa đậm Mỗi một lần nhai đều có thể cảm nhận được đậu hũ trơn mềm cùng với vị ớt tươi cay trong nước chấm. Vị của đậu hũ ngon thật. Vị non mềm nhưng lại không giống loại để uống như tàu phớ, đậu hũ này cần phải nhai, càng nhai càng thơm, ngon đến mức không dừng lại được. Lúc cả đám đang ăn ngon lành. Con hổ vốn đi vào rừng rậm ngửi thấy mùi, vòng một vòng, lại tìm đến. Vừa rồi nó đã thấy mấy người đó xách rất nhiều đậu hũ. Ăn còn nhiều hơn cả nó nên không thể không đến ké mấy miếng được vì vậy mèo lớn hiếp mắt bước từng bước tiến lại gần đám người mấy người họ đang đắm chìm trong món ngon hoàn toàn không để ý đến cái khác cho đến khi con hổ kêu lên trước mặt bọn họ âm thanh không lớn nhưng cũng đủ chấn động điếc cả tai mấy người họ cứng cả người sợ đến mức không nhúc nhích được trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành bọn họ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cừ thật mèo lớn vừa rồi còn nằm trước quầy hàng của ông chủ lâm lúc này đã đứng ở trước mặt bọn họ mèo mèo lớn cả đám người có ai thì tính người đó ai nấy đều cứng người không dám động đậy trong đầu hiện lên từng suy nghĩ cảnh tượng này trùng kích bọn họ thật sự là quá lớn trước đây tin tức mà bọn họ xem trên mạng tuy thấy có người đối mặt với hổ nhưng cách màn hình với hiện thực vẫn là có khác biệt Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng nhận thức được tâm trạng lúc ấy của người đàn ông đối diện với hổ trong video. Lúc thấy mèo lớn đứng trước mặt bọn họ không có động tác gì tiếp cả. Dường như là nghĩ đến điều gì đó. Người đàn ông run rẩy dân đậu hũ trong tay đến trước mặt con hổ. Không dám đích thân đút, chỉ có thể đặt xuống đất. Sau đó nhìn thấy con hổ há to mồm, ăn túi đậu hũ giống như ăn món điểm tâm ngọt, mấy miếng đã hết sạch sau đó tầm mắt của con hổ lại nhìn về phía đậu hũ trên tay của người tiếp theo điều này có gì mà không hiểu chứ cả đám người run tay đặt hết từng túi đậu hũ chưa ăn được mấy miếng trên tay đến trước mặt con hổ sau đó nhanh chân chạy trốn giống như phía sau có quỷ vậy phương hướng chạy đi là quầy hàng của lâm chu con hổ cũng không quan tâm những người đó đã đi hay chưa trong mắt nó chỉ có đậu hũ nóng thoáng cái có thêm nhiều phần như vậy con hổ ăn rất vui vẻ. Chỉ khổ cho đám người đó, không ăn được mấy miếng đậu hũ còn bị dọa đến tim đập thình thịch, lấy một hơi chạy đi, chân như nhũng ra, đỡ nhau đi tìm ông chủ lâm. Quá đáng lắm rồi, phải đi tìm ông chủ lâm thôi. Không phải sao, có ông chủ lâm đút cho, còn cướp của chúng ta nữa. Sớm biết con hổ này còn cướp bóc, tôi đã ăn trước mặt ông chủ lâm, vậy thì tuyệt rồi. Sao bây giờ động vật lại không đến vậy, còn biết đến đòi ăn nữa. Anh nói xem nếu như vừa nãy chúng ta không đưa đậu hũ thì sẽ thế nào. Anh có thể thử, dù sao thì tôi cũng không dám thử. Đúng là trước có voi lớn đòi phí đi đường khi vận chuyển mía trên đường, sau có hổ cướp bóc, không thể nào sống nổi ngày tháng thế này nữa. Nói đến voi cướp mía khi vận chuyển mía trên đường, mấy người họ đều từng xem video. Lúc đó còn cảm thấy buồn cười hiện tại đến lượt bọn họ bị hổ cướp đậu hũ thì không cười được nữa. Những động vật này quá đáng thật, đợi bọn họ đỡ lấy nhau đi đến trước mặt ông chủ lâm, thấy con hổ vẫn chưa quay lại, ai nấy đều kích động nhào về phía ông chủ lâm, âm thanh bi thảm còn mang theo tiếng thúc thiết. Dọa dạ lâm chu giật mình. Ông chủ lâm. Ông chủ lâm, cậu quản con hổ đó đi, nó chạy đi cướp đậu hũ của chúng tôi rồi. Ông chủ lâm, Tôi chỉ mới ăn mấy miếng đậu hũ đã bị con hổ để ý, toàn quân chúng tôi bị diệt rồi, ông chủ Lâm. Mấy người họ bị kinh sợ tạm không nói, đậu hũ còn bị cướp đi. Bây giờ nhìn thấy Lâm Chu cứ như thấy được cứu tinh, khóc lóc đến chảy nước mắt nước mũi. Vẻ mặt bi thương và đau khổ. Nhìn đến mức khiến Lâm Chu ngại ngùng. Hả? Mèo lớn cướp hết đậu hũ của mấy người rồi lâm chu còn tưởng vừa rồi mèo lớn chạy vào trong rừng để nghỉ ngơi thì ra là đi đường vòng để cướp bóc còn không phải sao con hổ kia ngửi thấy mùi thì sẽ tìm đến đây đáng thương cho đậu hũ của chúng ta chưa kịp ăn mấy miếng thì đã vào bụng hổ rồi ông chủ lâm ông chủ lâm chúng tôi khổ quá nhìn một đám khách hàng không ngừng khóc lóc lâm chu cũng đau đầu con hổ này thật sự biết gây chuyện cho cậu mà không sao không sao đừng buồn nữa tôi sẽ múc thêm cho mọi người cứ ăn ở đây nhé sẽ không bị cướp nữa lâm chu rất bất lực tuần này bày hàng thật gian nan không chỉ lo lắng không có khách hàng mà còn phải lo lắng hổ sẽ cướp thức ăn của khách hàng đây đều là những chuyện gì vậy cậu kéo từng người một đứng lên lâm chu an ủi rồi múc thêm cho mỗi người một bát nữa bảo bọn họ ăn ở đây đậu hũ bốc khói nóng hổi xoa dịu tâm trạng của mọi người sau khi sợ hãi rất tốt cầm một bát đậu hũ nóng hổi trong tay cứ đứng bên cạnh ông chủ lâm bọn hộ cảm thấy rất an toàn bọn họ ăn từng đũa từng đũa cảm xúc cũng dần dần dịu lại bọn họ đều có tâm trạng phàn nàn rồi ông chủ lâm con hổ này là hổ thật à sao nó học được trò cướp bóc vậy chúng tôi đang ăn ngon lành thì nhìn thấy con hổ không biết đã chạy đến trước mặt chúng tôi từ lúc nào nó chỉ nhìn chầm chầm vào đậu hũ trên tay chúng tôi. Mấu chốt là nó cướp phát nào ăn ngay phát đó, ai dám không cho chứ, còn không cần nó mở miệng, chúng tôi đã tự giác giao ra rồi. Lúc này, nhóm người cũng không dám chậm rãi thưởng thức nữa, bọn họ cầm đũa ăn từng đũa từng đũa. Chỉ sợ con hổ trở về, cướp của bọn họ. Nóng đến mức mọi người đều suýt xoa. Một nhóm người ăn ngấu nghiến hết sạch, rồi tranh nhau trả tiền. Ôi ôi, không cần trả tiền, phần lúc nãy của mọi người còn chưa kịp ăn, bác này xem như tôi tặng mọi người. Lâm Chu vừa không chú ý, bọn họ đã quét mã trả tiền rồi. Đâu, đó là chúng tôi muốn cho hổ ăn, có liên quan gì đến ông chủ Lâm chứ, hơn nửa đậu hũ ngon như vậy, chỉ có 10 tệ một bát, còn do ông chủ Lâm làm thủ công nữa, tôi còn cảm thấy cậu không kiếm được tiền nữa đó. Lâm Chu bất lực mà lắc đầu, nếu toàn bộ đều là khách hàng đến mua, thì chắc chắn cậu sẽ kiếm được tiền nhưng thêm con hổ này nữa ngày nào cũng ăn miễn phí còn ăn nhiều nữa cho nên cậu thực sự không kiếm được tiền cậu mỉm cười bất lực lâm chu mở miệng nói thật ra giá thành của đậu hũ không cao giá thành không cao nhưng tay nghề của ông chủ lâm đáng giá trước giờ tôi chưa từng ăn món đậu hũ nào ngon như vậy lâm chu luôn cảm thấy câu nói này rất quen thuộc hình như cậu có thể nghe thấy mỗi khi bày hàng. Sau đó cậu luôn nghĩ đến người khác một cách hài hước. Nhất thời không nhịn được, một nụ cười lộ ra trên khuôn mặt. Ông chủ lâm nghĩ đến chuyện vui gì vậy, cười vui vẻ như thế. Lúc này không có hổ, mấy người này ăn xong đều không nở rời đi, vây quanh lâm chu trò chuyện. Đây là ông chủ lâm đó, bây giờ chính là người nổi tiếng nhất trên mạng. Đi đến đâu cũng có thể khuấy động một cơn sốt xếp hàng mua đồ ăn còn có thể khiến một thành phố trở nên nổi tiếng. Chỉ nghĩ thôi cũng vô cùng kích động. Tôi đang nghĩ đến câu anh vừa nói, hình như lần nào tôi mở hàng cũng nghe thấy, nghe cùng một câu nói từ nhiều người khác nhau cũng khá thú vị. Ha 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 ha, còn không phải tay nghề của ông chủ Lâm quá đỉnh sao, một miếng đậu hũ mà cũng có thể nấu ngon đến mức này, thơm lừng, tôi cảm thấy chưa no lắm, ông chủ Lâm cho thêm một bát nữa đi. Vừa nãy sợ bị cướp bọn họ ăn rất nhanh, bây giờ bụng vẫn chưa thấy no đâu. Được. Lâm Chu Miễn cười múc thêm cho mỗi người một bát. Ông chủ Lâm, tôi muốn gia vị tương mè, tương mè này thực sự rất thơm ngon, còn nước sốt hẹ này cũng rất thần kỳ, có thể cảm nhận được vị hẹ mà không có vị cây hăng của hẹ sống, mà chỉ nếm được vị thơm ngon của hẹ thôi, còn tương ớt thêm vào sau đó chính là linh hồn, loại ớt này không cay lắm, mà là kiểu cay rất thơm rất ngon, tôi cảm thấy màn thầu chấm tương ớt này tôi có thể ăn hết hai cái cùng một lúc cười chết mất chúng ta đang ăn đậu hũ uống trà chiều à đậu hũ ăn không no tôi có thể ăn hai bát một nhóm người vừa ăn vừa trò chuyện sau đó con hổ khiến bọn họ lo lắng cả buổi chiều vẫn chưa trở về con hổ ăn no đi rồi không trở về nữa à anh không nói thì tôi cũng quên mất còn hổ nữa chắc nó ăn no đi rồi Chẳng lẽ nó còn đang ngồi xổm dưới chân núi đợi chúng ta sao? Ăn đậu hũ xong, nhóm người xuống núi này còn đặc biệt đăng tải bài hướng dẫn check-in. Nói với những cư dân mạng muốn đến check-in rằng, sau khi mua đậu hũ nóng do ông chủ Lâm làm thì phải chú ý đến con hổ kia. Tốt nhất nên ăn hết ngay trước mặt ông chủ Lâm, nếu như mua mang về thì sẽ bị hổ cướp mất. Tin tức về ông chủ Lâm và con mèo lớn đều là những tin tức nóng hổi nhất hiện nay bài viết du lịch của bọn họ xuất hiện rất đúng thời điểm. Đó chính bài đăng mà tất cả cư dân mạng muốn đến check-in muốn đọc nhất. Mọi người mở bài đăng với tâm trạng biết ơn, sau đó khi đọc nội dung, chỉ còn lại tiếng cười vỡ bụng. Ha 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 ha, thật ngại quá, tôi chỉ thấy nước mắt máu khi bị hổ cướp đồ trong bài đăng dài hàng trăm từ này. Thực sự không nhịn được, chuyện này cũng quá thảm rồi, dù sao lần trước chỉ có một mình anh chàng kia bị cướp, lần này nhóm các anh bị tiêu diệt toàn quân rồi. Con hổ này thực sự có thể ngửi thấy mùi tìm đến sao? Hay lắm, có phải các anh đã cầm đậu hũ đi ngang qua trước mặt hổ không? Không cướp các anh thì cướp ai đây? Con hổ đứng im không đi đâu, chỉ ăn được một phần, đi cướp thì ăn được tận sáu phần, đồ ngốc cũng biết lựa chọn mà. Các anh em, thực tế đã chứng minh rằng, đi chết in đậu hũ nóng, không được mang về, chỉ được ăn trước mặt ông chủ lâm. Tôi cười chết mất, có người nào check-in tiện thể livestream không, để tôi xem con mèo lớn đó như thế nào. Sau khi lướt đến tin tức, Tiêu Phàm càng cười không ngừng được. Ha 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 ha, anh Hằng, anh xem đi, không chỉ một mình tôi xui xẻo bị hổ cướp, nhóm người này tổng cộng 6 phần đậu hũ nóng đều bị hổ cướp mất, bọn họ còn chạy về tìm ông chủ Lâm khóc, ông trời ơi, đáng tiếc chúng ta đi sớm, nếu không thì còn có thể tận mắt xem trò vui. Lý Hằng bản thân người này bị cả mạng xem trò cười, bây giờ thấy người khác giống mình lại vui mừng đến như vậy sao, cười đến mức nấc cục luôn rồi. Bớt bớt đi, ngày mai chúng ta còn đi không? Ngày mai chắc sẽ có người hâm mộ của ông chủ Lâm đến check-in nhỉ. Tiêu Phàm cũng muốn đi, dù sao thì đậu hũ nóng thực sự rất ngon. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh vẫn còn nổi tiếng trên mạng. Những người hâm mộ ông chủ Lâm đến check-in sau khi xem tin tức đều biết anh đến lúc đó bọn họ gặp nhau trước quầy hàng của ông chủ lâm chẳng phải sẽ cười chê anh sao tiêu phàm nói ra suy nghĩ của mình lý hằng thở dài một hơi cậu không biết đeo khẩu trang à ồ đúng rồi chúng ta có thể ngụy trang một chút đeo khẩu trang và mũ dù sao thì nhiệt độ bên ngoài rất lạnh trang bị đầy đủ chắc cũng không có ai nhận ra bọn họ vậy thì đi vừa hay chúng ta có thể nhịn ăn trưa một giờ ông chủ lâm bày hàng thì ăn đậu hũ nóng luôn. Ngày hôm sau, một giờ chiều. Lâm Chu nghĩ đến chuyện vị trí bán hàng của mình đã bị lộ, cậu còn đặc biệt nấu nhiều đậu hũ một chút. Cậu vô cùng mong đợi mà bày hàng. Lâm Chu cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ không nhàm chán. Hôm qua đã có hai lượt khách hàng đến, đậu hũ vẫn còn dư một ít chưa bán hết, cậu một mình nhàm chán đến 5 giờ mới dọn hàng. Hôm nay chắc chắn sẽ không như vậy, Lâm Chu tự tin khẳng định khi cậu phi thẳng đến núi đại bạch với tâm trạng háo hức thì nhìn thấy có một nhóm người tụ tập dưới chân ngọn núi nơi cậu bày sạp mấy ngày nay lâm chu vui mừng không nói nên lời biết ngay hôm nay sẽ có rất nhiều khách hàng a à, ha 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 kết quả đến gần nhìn ôi chao vẫn là nhóm người hôm qua một nhóm nhân viên vũ trang cộng thêm một vài du khách lâm chu nhất thời im lặng không đúng lắm nếu là lúc trước địa điểm bày hàng của cậu bị lộ rồi, không nói đến chuyện khác, đội ngũ xếp hàng chờ cậu bày quầy ít nhất cũng phải hơn trăm người. Sao hôm nay không có động tĩnh vậy? Chẳng lẽ mọi người không sợ hổ, đều đang đợi trên kia à, chào buổi chiều ông chủ lâm. Ông chủ lâm, vẫn lên núi đó à? Ông chủ lâm, nghe nói hôm qua hổ cướp đậu hũ của khách du lịch à? Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy bài đăng đó rồi, buồn cười chết đi được, may mà chúng ta ăn ngay trước mặt ông chủ lâm không mang về nếu không thì chắc cũng bị hổ cướp lâm chu bước xuống xe vừa trả lời bọn họ vừa đi lên núi ban đầu cậu tưởng còn có người trên núi không ngờ rằng đi lên núi chỉ thấy một khoảng trống có một con mèo vẻ mặt lâm chu khó hiểu hình như đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện như vậy có chút bối rối sau khi sắp xếp quầy hàng xong cậu mở nắp nồi rồi bắt đầu múc đậu hũ con mèo lớn thấy Lâm Chu đến, nó đột ngột đứng dậy, khiến những khách hàng đi theo sau lưng Lâm Chu bị dọa giật mình. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, còn có một con mèo lớn đang đứng ở vị trí đó ở phía trên. Mọi người đều đứng im tại chỗ không lên tiếng. Lâm Chu thở dài thường thường. Mèo lớn, nằm xuống trước đã. Nghe thấy lời ông chủ Lâm nói, khách hàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hổ cũng có thể hiểu tiếng người à, ngay lúc mọi người cảm thấy nghi ngờ, con hổ thực sự ngoan ngoãn nằm xuống, khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Chẳng lẽ, hổ cũng hiểu tiếng người sao? Có lẽ vậy, chó cũng có thể hiểu tiếng người mà. Nhưng, chưa từng thấy con hổ nào ngoan ngoãn như vậy. Hổ trong sở thú cũng có thể hiểu tiếng người đó. Sao có thể giống nhau được chứ? Mọi người nhìn Lâm Chu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên mỗi khi bọn họ có thêm hiểu biết mới về ông chủ lâm thì bọn họ đều phát hiện ra rằng ông chủ lâm còn nhiều điều bất ngờ hơn đang chờ đợi bọn họ lâm chu múc đậu hũ xong cậu mang một phần đến cho mèo lớn trước sau đó đến lượt mấy khách hàng không chỉ lâm chu ngạc nhiên mà mấy người tiêu phàm cũng rất ngạc nhiên ồ lúc trước khi ông chủ lâm bày hàng ở bạch hà không phải có rất nhiều người hâm mộ đến check in hay sao Tôi còn tưởng hôm nay đến phải xếp hàng dài nữa chứ, không ngờ lại chỉ có mấy người chúng ta thôi. Không, còn có chúng tôi nữa mà, nhóm người hôm qua bị hổ cướp giật cũng ở đây. Mọi người nhìn nhau, đều là người bản địa, hay lắm, những người hâm mộ ông chủ Lâm đâu rồi, nghĩ đến tuần trước, sự nổi tiếng của ông chủ Lâm khiến người khác sợ hãi. Tuần này sao vậy chứ? Đột nhiên Tiêu Phàm nghĩ đến những bình luận dưới video đến chính của anh nhiều người đang bàn tán về chuyện con hổ bảo rằng tuần này không đến quán lúc đó anh nhìn thấy những bình luận này nhưng không quan tâm chỉ nghĩ rằng mấy người hâm mộ của ông chủ lâm đang nói đùa dù sao thì mọi người biết người hâm mộ của ông chủ lâm như thế nào mà bây giờ xem ra hình như không đúng cho lắm dưới video đính chính mà tôi đăng tải hôm qua nhiều người nói rằng tuần này ông chủ lâm sẽ bày hàng ở núi đại bạch không nói đến chuyện khó tìm lại còn có hổ cho nên bọn họ không thể đến được đợi tuần sau tiêu phàm vừa nói lời này lâm chu mới hiểu được tại sao hôm nay không có khách quen đến quán hóa ra à bọn họ sợ hổ vậy chẳng phải không ai tranh giành đậu hũ với chúng ta hay sao lưu hàng không mấy chú ý đến những bình luận dưới video lúc này nghe tiêu phàm nói phản ứng đầu tiên của anh chính là không cần phải xếp hàng trước vài tiếng để chờ ông chủ lâm bày hàng như ở các thành phố khác chuyện này quá tốt rồi nói như vậy mọi người đột nhiên phản ứng lại đúng nhỉ khách quen của ông chủ lâm không đến bọn họ không cần phải xếp hàng đến đây liền có thể ăn đậu hũ nóng hổi mà ông chủ lâm làm đây là chuyện tuyệt vời như thế nào chứ vẫn có người đến nhưng hình như bọn họ không dám đến gần chỗ này mọi người nhìn chiếc máy bay không người lái không biết từ đâu bay đến đều ngẩng đầu lên nhìn ai dùng máy bay không người lái đến do thám tình hình vậy không biết có lẽ là để xem có hổ hay không đúng vậy người điều khiển máy bay không người lái chính là khách hàng ruột của ông chủ lâm anh đã đến từ lâu nhưng khi nhìn thấy chỗ ông chủ lâm bày hàng có hổ anh không dám đến gần anh đang tìm một nơi thoải mái để đợi đến một giờ khi ông chủ lâm mở bán thì anh sẽ thả máy bay không người lái ra để xem tình hình quầy hàng của ông chủ lâm nằm trên một khoảng đất trống ở ven đường gần khu rừng bên cạnh xe bán hàng gần khu rừng có một con hổ đang nằm sấp sau đó một nhóm khách hàng đứng cách quầy hàng của ông chủ lâm khá xa âm thanh nói chuyện khá lớn nếu không thì sẽ không nghe thấy bầu không khí bày hàng thật kỳ lạ khiến mấy người khách hàng ruột vừa mong chờ vừa kích động cảm thấy vấn đề an ninh vẫn được đảm bảo anh dọn dẹp đồ đạc rồi đi tìm ông chủ lâm ai mà biết đã bao lâu anh không được ăn những món ngon do ông chủ lâm nấu rồi thèm đến mức phát điên khi khách hàng ruột đến thì nhìn thấy những người ở đây mỗi người đã cầm một bát đậu hũ nóng hổi trong tay ăn ngon lành ngon quá ngon quá đi ăn ba ngày liền mà không ngán chút nào mỗi lần ăn đều phải thán phục độ ngon của đậu hũ thơm thơm quá mọi người có nhận ra không ba ngày rồi sao chỉ có con hổ này ở đây có nhiều động vật hoang dã trong khu rừng núi đại bạch như vậy sao không thu hút những động vật khác đến đúng vậy anh không nói thì tôi cũng không phát hiện đúng thật ha tôi nghe nói có rất nhiều động vật hoang dã trong núi đại bạch mà lúc trước còn có người gặp lợn rừng nữa tốt nhất đừng gặp thứ đó sức tấn công của nó mạnh lắm vừa đến khách hàng ruột đã nghe thấy mấy người đang ăn đậu hũ trò chuyện rất thoải mái chỗ bọn họ ăn đậu hũ cũng cách quầy hàng của ông chủ lâm rất xa có lẽ vì bọn họ sợ hổ khách hàng ruột cũng không dám bước đến chỉ có thể điều khiển máy bay không người lái đi tìm ông chủ lâm. Này anh bạn, máy bay không người lái này là của anh à, anh cẩn thận thật đó. Tiêu Phàm rất quan tâm đến chiếc máy bay không người lái này, thấy khách hàng ruột đến, đứng cách bọn họ không xa, anh ta cười vui vẻ sáp lại gần. Khách hàng ruột gật đầu. Tôi xem tin tức trên mạng, thấy chỗ bán hàng của ông chủ lâm tuần này không an toàn cho lắm, không nói đến chuyện phải leo núi, lại còn có hổ, cho nên phải chuẩn bị kỹ càng. Tiêu phàm gật đầu tán thành, cũng không đến mức nguy hiểm, mèo lớn rất nghe lời ông chủ lâm, bảo nó nằm xuống thì nó nằm xuống, chỉ là nó thích cướp đồ, mua đậu hũ xong rồi thì tốt nhất nên ăn trước mặt ông chủ lâm, đóng gói mang về dễ bị cướp lắm. Nhóm người bị hổ cướp đồ. Hình như có người đến thì lại lấy chuyện của bọn họ ra làm ví dụ, danh tiếng của bọn họ đó, không dám tưởng tượng, sau này khi khách hàng ruột của ông chủ lâm đến đây, chỉ vào bọn họ rồi hét lên, tâm trạng của nhóm người bị hổ cướp đồ sẽ như thế nào? Khó chịu. Được rồi, tôi đang ăn đây. Khách hàng ruột nhìn tiêu phàm với ánh mắt cảm kích. Đã lâu không gặp được khách hàng tốt bụng như vậy. Đám khách hàng ruột kia, bọn họ đều rất tranh mảnh. Vẫn là những khách hàng mới này dễ thương hơn. Lâm Chu nhận lấy 10 tệ của khách hàng điều khiển máy bay không người lái, rồi treo đậu hũ nóng đã đóng gói xong trong tay lên máy bay rõ ràng không có trao đổi, một loạt thao tác lại nhịp nhàng giống như mây bay nước chảy. Tuần này bày quầy hàng thật sự là Lâm Chu nảy sinh nhận thức mới đối với mấy khách hàng. Trên mặt cậu thỉnh thoảng sẽ lộ ra biểu cảm, còn có thể như vậy à? Sau khi khách hàng ruột thành công lấy được đậu hũ nóng còn nhiệt tình vẫy tay với Lâm Chu. Lâm Chu cũng nâng tay lên đáp lại. Tuy rằng giao đậu hũ như thế sẽ không có bát để bưng, nhưng không cần tiếp xúc gần với mèo lớn. Có thể nói là anh gánh vác kỳ vọng của bà con Giang Đông đến núi Đại Bạch. Vừa lấy được đậu hũ nóng hôi hổi, anh đã gấp gáp chụp ảnh đăng lên tài khoản của mình. Thật sự quá nhiều người chờ tin nhắn này. Anh chỉ đăng trong nhóm, còn có rất nhiều người không nhìn thấy. Cuối cùng nhất trí quyết định đăng lên mạng, vậy thì người theo dõi anh vừa lướt được sẽ có thể chia sẻ ra ngoài, tốc độ truyền bá cực nhanh. Vừa xuất hiện tin tức, các fan của ông chủ Lâm liền vây xem. Tuy rằng tin tức trên mạng rất hot nhưng vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy video hiện trường bày quầy hàng. Con hổ đó rõ ràng quen thuộc với ông chủ lâm, ngoài ra phong cảnh của núi Đại Bạch cũng rất thu hút sự chú ý của người khác. Trước kia tôi hâm mộ đại bảo, hiện tại hâm mộ mèo lớn, tại sao đều có thể được ông chủ lâm đúc thế, ông chủ lâm còn thiếu bảo mẫu không, tôi không cần tiền, bao ăn bao ở là được. Tôi cũng hơi muốn đi, về phần tại sao không đi, cũng không phải là sợ mèo lớn, chủ yếu là quá xa, gần đây địa điểm ông chủ Lâm bày quầy hàng xa quá đi mất. Khi nào ông chủ Lâm quay về Giang Đông thế, chủ thớt có thể hỗ trợ hỏi giúp không? Khách hàng ruột đăng video xong thì thu hồi di động, nào có rảnh xem bình luận chứ, trong mắt trong lòng chỉ có đậu hũ. Anh đang ăn ngon, chợt nghe người bên cạnh đột nhiên nói một câu, mèo lớn ăn đậu hũ mỗi ngày, có bị suy dinh dưỡng không vậy? Khiến anh suýt nữa bị sặc sau đó vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn anh ta tiêu phàm bên cạnh nhìn thấy ông chủ lâm đang đút mèo lớn đột nhiên tò mò hỏi thấy mọi người xung quanh kỳ quái nhìn anh tiêu phàm mê man chớp mắt ánh mắt nghi vấn nhìn lưu hàng dường như đang hỏi sao vậy lưu hàng thở dài bất đắc dĩ mở miệng chắc là hổ biết đi săn mà chỉ ăn đậu hủ thì không no được đâu người anh em các anh đều là người địa phương hả nhưng cơ hội này khách hàng ruột nhìn bọn họ tò mò hỏi thăm. Đúng vậy. Anh không phải à? Tiêu phàm và lưu hàng đồng thời mở miệng, khách hàng ruột đều nghe thấy thì cùng nhau trả lời. Tôi là người Giang Đông, ở trên mạng nhìn thấy tin tức mới tới. quào, wow, anh là khách hàng ruột của ông chủ lâm à? Vừa rồi tôi còn thấy lạ vị trí của ông chủ lâm bị lộ rồi, lại không có khách hàng ruột tìm đến, không ngờ là anh. Tiêu phàm lập tức dấy lên hứng thú, tò mò nhìn khách hàng ruột hèn chi nói sao có người mang máy bay không người lái đến mua đậu hũ nóng nếu là khách hàng ruột của ông chủ lâm thì không lạ lắm khách hàng ruột ông chủ lâm có đủ hành động kỳ quái trước đó khi ông chủ lâm hót được người ta đăng lên mạng cũng nổi lắm cực kỳ buồn cười mọi người đang cân nhắc dù sao khoảng cách quá xa mà vị trí ông chủ lâm bày quầy hàng lại kén còn có hổ canh giữ nên họ không dám đến do anh cũng lớn gan lại thèm tay nghề của ông chủ lâm mới chạy tới trước tiên hiện tại các khách hàng ruột nhìn thấy video mà anh đăng đã có hiểu biết về tình huống hiện trường sau này chắc sẽ nhiều người tới hơn cũng khó trách tán gẫu xong chủ đề của mọi người lại vòng lại trên người mèo lớn thấy nó ăn hết bát này đến bát khác thật khiến người ta hâm mộ ông chủ lâm cưng mèo lớn quá người ở đây dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra lâm chu thích mèo lớn cỡ nào khách hàng ruột bị kích thích rất lớn. Thế giới bên ngoài thật đặc sắc. Dẫn đến ông chủ lâm không quay về Giang Đông bày quầy hàng nữa. Có trời mới biết mấy tuần nay bà con Giang Đông bọn họ sống như thế nào. Mỗi ngày canh ông chủ lâm trên mạng như hòn vọng phu, hy vọng ông chủ lâm trở về bày quầy hàng. Đáng tiếc, ông chủ lâm càng chạy càng xa, khách hàng ruột ghen tị một mình còn chưa đủ, còn cố ý chụp quay video Lâm Chu đút mèo lớn đăng vào trong nhóm khách hàng quầy bánh bao của ông chủ Lâm, cho đại bảo xem. Cao Gia Chí, mau kêu đại bảo xem xem ông chủ Lâm có vật nuôi mới nè, hay, nếu là trước kia cũng chỉ có đại bảo có may mắn này. Cũng bởi vì vị trí của ông chủ Lâm bị bại lộ, Cao Gia Chí luôn chú ý tin nhắn trong nhóm. Xem có ai đi núi Đại Bạch không? Đa số người trong nhóm đều là người làm công bình thường cho dù không thiếu tiền cũng không có thời gian đi. Đều là người trưởng thành, dù sao đều vướng vấn đề đi học đi làm. Cho nên, mọi người cơ bản đều là nhóm diễn đàn. Tin nhắn của khách hàng ruột vừa đăng lên, nhất thời tin chưa đọc 99 cộng. Cười chết, cái này sao đại bảo tranh được, đó là con hổ ai mà dám giành chứ? Còn không phải sao, mọi người không thấy con hổ bắt đầu cướp của người hả? Nhìn vậy con hổ không đáng sợ lắm, trước đó tôi đọc được tin tức con hổ trong khu trượt tuyết đúng là kinh khủng thật hiện tại nằm bò trước mặt ông chủ lâm không khác gì thú cưng vị trí có xa không tôi muốn đi quá còn có thể đút mèo lớn có người sợ hổ nhưng có người cảm thấy ông chủ lâm đút mèo lớn hình ảnh vuốt mèo quá tuyệt đẹp cũng muốn đi thử một chút dẫn đến một vài khách hàng vốn không dự định đi núi đại bạch check in sau khi xem được video do khách hàng ruột đăng đều đặt vé đi núi đại bạch còn mang đồ ăn lên núi, muốn đút mèo lớn ăn, xin được vuốt lông. Ngày hôm sau một giờ Lâm Chu đến địa điểm bày quầy hàng, nhìn thấy chân núi người đông gấp mấy lần hôm qua, lại có cảm giác lúc này mới đúng. Sau khi cảm xúc này dâng lên, Lâm Chu mới ý thức được, đột nhiên phản ứng lại, hình như bản thân đã sinh ra một nhận thức đó chính là mình bày quầy hàng ở đâu, chỉ cần được người ta biết, mặc kệ ở đâu cũng sẽ có người đuổi tới. Nếu không phải tuần này bày quầy hàng, lâm chu còn không ý thức được bản thân đã có suy nghĩ như vậy nhất thời không nói rõ là cảm giác gì bây giờ còn đang bày quầy hàng lâm chu chỉ có thể bỏ xuống suy nghĩ bắt đầu tiếp khách các khách hàng ruột vừa nhìn thấy lâm chu thái độ còn nhiệt tình hơn khách hàng bản địa ánh mắt phát sáng nhìn lâm chu ông chủ lâm đã lâu không gặp tôi nhớ anh quá anh có nhớ tôi không ông chủ lâm còn nhớ tôi không tôi là fan cũ trung thành của anh nè Ông chủ Lâm, sao anh càng chạy càng xa vậy, đuổi tới núi Đại Bạch cũng cần lòng dũng cảm lắm đó, lạnh quá đi mất. Ông chủ Lâm Lâm Chu đang nghe chuyện trên TV Audio CV vừa bày quầy, vừa trả lời vấn đề của các khách hàng ruột. Lâm Chu cực kỳ cảm động với việc bọn họ từ xa chạy đến ủng hộ việc buôn bán của cậu, nên câu nào cũng trả lời. Tôi nhớ mọi người lắm, không ngờ mọi người chạy xa như vậy đến đây. Nhớ anh chứ. Anh là khách hàng đến vào tuần bán việc quay, lần trước bên cạnh còn có cô gái đúng không, lần này không đến cùng à. Phương Bắc vào tháng 12 đúng là rất lạnh, mọi người đến cũng phải chú ý giữ ấm đó. Các khách hàng ruột nghe thấy lời nói của Lâm Chu, ai nấy cũng kích động. Không có gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện bọn họ mang sự nhiệt tình đến cũng nhận lại được sự nhiệt tình như vậy. Ngay cả khách hàng ruột tuần đồ nướng cũng chỉ là thuận miệng hỏi, khách hàng của anh Lâm nhiều như vậy căn bản anh không nghĩ tới ông chủ lâm sẽ nhớ anh. Bởi vì có tâm để ý chuẩn bị, không có chờ mong, sau đó nghe thấy ông chủ lâm nói nhớ anh, còn chuẩn xác nói ra tình huống lúc ấy để chứng minh thật sự nhớ anh, khách hàng ruột thật sự kích động không biết nói gì cho phải. Ông chủ lâm không phải kiểu giống trên mạng nói, bày quầy hàng ngẫu nhiên không nói cho mọi người địa chỉ, là trò chơi của người có tiền, cố ý chơi đùa mọi người. Ông chủ lâm rõ ràng cũng rất bình thường, nghiêm túc đối đãi với mỗi một khách hàng. Bày quầy hàng ngẫu nhiên chỉ là muốn ngắm nhìn phong cảnh ở các nơi khác nhau, cho những người ở nơi khác nhau hưởng thụ được món ngon cao cấp thôi, trong mắt khách hàng ruột, bộ lọc của Lâm Chu dày 800 lớp. Cho dù cậu không trả lời, cũng có thể tự động phát huy trí tưởng tượng. Tay nghề của ông chủ Lâm đỉnh chóp như thế, còn bằng lòng bày quầy hàng vỉa hè buôn bán, để tất cả mọi người có thể nếm được tay nghề của cậu, giá cả còn không đắt, điều này đối với người ăn hàng quả thực chính là Bồ Tát sống. Trên mạng hệ có người bôi đen ông chủ lâm, đều có thể bị đoàn thể mấy khách hàng phun chết. Cho nên một mức độ nào đó, Lâm Chu coi như là người nổi tiếng trên mạng không có lời đánh giá xấu. Trở lại hiện trường. Sau khi Lâm Chu múc đậu hũ cho mọi người xong, liền nhìn thấy mấy khách hàng trước đó chạy thật xa, lần này không biết có phải đông người, hoặc là đã quen với mèo lớn không, đều không đi quá xa, chỉ tìm nơi lân cận ngồi chồng hổm ăn đậu hũ. Còn có người ngồi sổng trước mặt mèo lớn, muốn đút nó. Lâm Chu Ủa, các ngươi chạy xa thế đến ăn đậu hũ nóng, còn không quên mang đồ ăn đút cho mèo lớn hả? Tôi có thịt bò sống tươi, mèo lớn khẳng định thích ăn. Lâm Chu một lời khó nói hết nhìn người đút mèo lớn ăn thịt bò sống. Tuy những người này không hợp thói thường nhưng cũng rất cẩn thận. Lúc đút đồ ăn, còn biết duy trì khoảng cách với mèo lớn, lấy đũa dài gấp thịt bò đưa đến trước mặt mèo lớn đút cho nó. Mèo lớn đúng là ăn thật, ai đến cũng không từ chối. Cảnh tượng đặc sắc này khiến mấy khách hàng ăn đậu hũ nóng đều thích thú. Có món ngon để ăn, còn có tiết mục để xem, chuyến này không lỗ, mèo lớn ngoan ngoãn như vậy. Sau khi Lâm Chu đút một tuần, nhìn thấy nhiệm vụ thông báo địa điểm mới, phải rời khỏi thì rất luyến tiếc trước giờ cậu không nuôi thú cưng nên không cảm nhận được niềm vui đúc ăn này. Hiện tại sau một tuần đúc hổ ăn, đột nhiên có xúc động muốn nuôi thú cưng. Đáng tiếc không thể mang mèo lớn đi. Trừ khi cậu có vườn bách thú. Lại một tuần mới, nhiệm vụ có thông báo mới, phải đổi chỗ rồi. Lâm Chu nhìn quản gia tôn dẫn người thu dọn hành lý, không có chút hăng hái, nằm bò trên sofa thở dài tiểu lý chuyển hành lý tới lui đi ngang qua đều có thể nghe được lâm chu thở dài anh đi đến trước mặt quản gia tôn nhỏ giọng hỏi chú tôn cậu chủ thế này không sao chứ quản gia tôn khẳng định cũng phát hiện chuyện tâm trạng của lâm chu không tốt nhưng ông hiểu lâm chu tiểu lý vừa tới chưa được mấy ngày có lo lắng như vậy rất bình thường chuyện cậu chủ không nói chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được cậu chủ không thích có người quấy rầy tiểu lý biết quản gia tôn đang nhắc nhở anh bèn nghiêm túc gật đầu anh mới đến làm vẫn đang trong giai đoạn thích ứng với thói quen của ông chủ lâm có tiểu lý công việc trong biệt thự tiến triển càng thuận lợi tốc độ thu dọn đồ đạc cũng nhanh hơn rất nhiều mọi người ở chung với nhau rất hòa hợp lâm chu cũng dần dần quen với cuộc sống trong nhà có thêm một vệ sĩ đợi lúc đồ đạc thu dọn xong quản gia tôn mới đi đến trước mặt lâm chu nói chuyện thưa cậu, đồ đạc đã dọn xong cả rồi, toàn bộ đóng gói đưa đi Tứ Xuyên. Ừm. Địa điểm nhiệm vụ tuần này là thành đô, Tứ Xuyên, không phải nhiệm vụ giới hạn thời gian, là nhiệm vụ số lượng, trong vòng một tuần, tích lũy bán ra một ngàn xiên gà xiên thố. Không yêu cầu thời gian và địa điểm, còn là nhiệm vụ khá tự do, có thể xem như nhiệm vụ phúc lợi. Món ngon cũng rất phù hợp với ấn tượng của cậu đối với Tứ Xuyên. Lâm Chu khá chờ mong nhưng vừa nghĩ đến trời khỏi núi Đại Bạch sẽ không thể nựng mèo lớn, thì không còn quá hào hứng nữa. Khó trách rất nhiều người thích nuôi thú cưng như thế. Cảm giác này thật khác biệt. Lâm Chu lại thở dài, dững dưng mở miệng, vậy đi thôi. Có tiểu lý, một chiếc xe không đủ ngồi, Lâm Chu lại mua một chiếc xe vang bảo mẫu. Phần thưởng tuần trước là 300 triệu tiền mặt, so với kỹ năng và viên thuốc thần kỳ đã được gọi là ông trùng rồi. Cái hiện tại câu không thiếu nhất chính là tiền. Mất một ngày cũng đã đến thành đô, tứ xuyên. Trong thời gian Lâm Chu nghỉ ngơi, quản gia Tôn đã dẫn người đi dọn dẹp xong chỗ ở mới. Lâm Chu ở biệt thự chán rồi. Lần này cậu kêu Hoàng Chính Hạo mua một căn bình tầng, loại căn hộ có diện tích trên 130 mét vuông, đã hoàn thiện nội thất, có phòng khách nằm ở giữa, khá rộng so với tổng diện tích, ở trung tâm thành phố bất động sản cũng là một loại tài sản, Lâm Chu khá thích trữ nhà, nói không chừng sau này còn có thể đạt thành thành tựu mỗi thành phố từng bày quầy hàng đều có bất động sản. Khiến cậu có niềm vui với việc thu thập. Lâm Chu vừa mới ngủ dậy, bỏ qua suy nghĩ nhờ quản gia Tôn đi mua đồ ăn, tự mình lái xe đến chợ phụ cận mua, hưởng thụ cuộc sống một chút. Sau khi mua đồ ăn xong, đi ra khỏi chợ, cậu chợt nghe thấy một tiếng nứt nở rất nhỏ nếu không phải tay cậu thính thì rất dễ bỏ qua lâm chu tò mò đi tìm theo âm thanh liền nhìn thấy một con chó con đang nấp dưới tán cây trong vành đai xanh nó đang sưởi ấm trong một cái ổ thảm thương cảm giác sắp chết tới nơi khi lâm chu đang cảm thấy hứng thú với thú cưng luyến tiết mèo lớn căn bản không nhìn nổi tình huống như vậy cậu nhanh chóng bế chó con ra chó con nhìn không lớn trên người ướt sũng thành đô mới vừa đổ mưa chắc là bị mắc mưa rồi lâm chu mềm lòng đưa chó con đến cửa hàng thú cưng gần đó vệ sinh sạch sẽ lâm chu nhìn chó con lông rối bù cũng biết nó là giống chó hoang không ai cần không có chủng loại bề ngoài cũng không đáng yêu gì mấy nếu thả ra ngoài có lẽ không sống qua khỏi mùa đông này lâm chu nghĩ một lúc trong nhà tận mấy người nuôi một con chó con chắc không thành vấn đề ha chủ yếu cậu và chó con này có duyên phận đúng lúc cậu rời khỏi mèo lớn muốn nuôi thú cưng lại là ngày đầu tiên đến thành đô đột nhiên muốn tự mình ra ngoài mua đồ ăn cứ như vậy gặp được không phải duyên phận thì là gì thưa anh chó con đã được tắm rửa sạch sẽ cho ăn rồi bác sĩ đã kiểm tra thân thể không có vấn đề gì còn cho tiêm thuốc anh có muốn nuôi không có thể làm ở cửa hàng thú cưng đều là người thích vật nuôi biết con chó con này là lâm chu nhặt được ở vành đai xanh hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ nếu lâm chu không cần cũng không thể nhìn chó con tiếp tục lang thang để ở trong cửa hàng nuôi hoặc là đưa đến trạm cứu trợ chó hoang cũng được ừm tôi tính nuôi phiền anh chuẩn bị cho tôi tất cả những đồ vật cần để nuôi chó phải lấy loại tốt không cần để ý tiền đưa đến địa chỉ này lâm chu cầm giấy viết trên quầy của cửa hàng thú cưng viết chỗ ở hiện tại sau đó đưa cho nhân viên cửa hàng nhân viên cửa hàng nghe nói như thế cũng sáng mắt khách hàng lớn nha chu cho mẹ ơi khách hàng lớn không thiếu tiền này quả thực có thể gặp không thể cầu nha đồ đạc cần để nuôi thú cưng cũng không ít còn lấy loại tốt không để ý tiền cái này cái này quả thực không biết nói gì cho tốt vâng thưa anh anh yên tâm nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho anh chờ khi lâm chu dẫn theo chó con trở về mọi người nhìn thấy chó con đều hơi kinh ngạc nhưng cẩn thận ngẫm lại cậu chủ quả thật là người thích thú cưng trước kia xem video trên mạng nào là đút chó nào là đút hổ hiện tại mang về một con chó con hình như cũng không kỳ quái ha cậu mới mua một con chó con trở về hả quản gia tôn cứ nhìn chó con co rút trong ngực lâm chu tò mò hỏi không phải cháu nhặt được ven đường lát nữa cửa hàng thú cưng sẽ đưa đồ tới mọi người ký nhận giúp cháu nhé lâm chu nói xong muốn giao chó con cho các gì giúp việc chăm sóc nhưng có thể liên quan đến việc lâm chu cứu nó chó con chỉ ỉ lại lâm chu bò trong ngực cậu sống chết không muốn ra ngoài hết cách lâm chu chỉ có thể ôm nó suốt dọc đường về đến phòng ngủ thay quần áo trong tình huống không có người ngoài lâm chu đặt chó con xuống đất nó lại không từ chối môi trường ấm áp trong phòng khiến chó con thả lỏng cảnh giác sau khi nó ở đợi tại chỗ một lát thì ngửi ngửi khắp nơi quan sát xung quanh lâm chu thay quần áo xong lúc mở cửa phòng ra chó con đã có thể đi theo phía sau cậu lâm chu dẫn nó đi vòng vòng khắp nơi năng lực thích ứng của chó con khá mạnh quản gia tôn dẫn theo mấy gì giúp việc rửa nguyên liệu trong phòng bếp tiểu lý không biết mấy chuyện này chỉ đi theo đảo quanh phía sau lâm chu cậu đã đặt tên cho tu câu chưa tiểu lý nhìn chó con mà lâm chu nhặt về trong mắt đều là tò mò vừa nhìn thì thấy hơi xấu nhìn hoài thì có cảm giác xấu nhưng đáng yêu nhất là chó con khá lạnh lùng chỉ đi theo cậu chủ không thèm để ý tới ai thú vị thú vị nha tu câu lâm chu nghe từ này không hiểu lắm giống như nghe hiểu nhưng lại không hiểu rõ chính là từ để hình dung chó ở trên mạng đó tu câu chó con trong từ hán việt là tiểu cẩu chó con giống lắm đúng không? Lâm Chu gật đầu, sau đó nghĩ đến lời vừa rồi của Tiểu Lý. Nếu đã quyết định nuôi dưỡng thì nhất định không thể gọi chó con mãi, phải có cái tên. Vậy gọi là cơm nắm đi. Lâm Chu cân nhắc một chút, đã nghĩ xong cái tên. Tiểu Lý gọi hai tiếng, cảm giác khá dễ gọi. Sau khi đặt tên xong, chó con chính thức trở thành một thành viên trong gia đình. Không bao lâu, người của cửa hàng thú cưng đã giao đồ đạc cần cho việc nuôi chó đến trên có đồ ăn vặt thức ăn cho chó con dưới có ổ chó đồ chơi quần áo cho chó cái gì cần có đều có lâm chu vẫn khá tò mò với những đồ đạc dùng để nuôi thú cưng quản gia tôn đi nhận hàng của cửa hàng thú cưng tiểu lý chuyển đồ đạc lâm chu lấy quần áo chó con thay cho cơm nắm cũng thú vị ghê chơi một lát lâm chu rửa tay vào phòng bếp chuẩn bị làm gà xiên thố Tiểu Lý, anh đã lấy bình sứ của xe đẩy lên chưa? Từ sau khi trong nhà có thêm người, mỗi tuần lúc Lâm Chu lấy xe đẩy bán đồ ăn từ trong ba lô hệ thống, đều sẽ chọn hình thức vận chuyển, trực tiếp giao hàng tới cửa. Lâm Chu không hiểu hơn nữa rất kinh ngạc nhưng đúng là dễ dùng thật, không cần giải thích tại sao đột nhiên nhảy ra một chiếc xe. Mang lên. Xe đẩy lần này rất đơn giản, không có bếp lò gì, chỉ có một mặt bàn thêm mấy bình sứ, gia công rất tinh xảo bên ngoài bình sứ vẽ hoa văn tuyệt đẹp, trong bình chính là gia vị ăn kèm rồi còn có nơi để nguyên liệu. Vẫn là xe đẩy rất thích hợp bày quầy hàng bán gà xiên thố. Gà xiên thố là món ăn vặt truyền thống của Tứ Xuyên, rất nổi tiếng. Thố chính là bát sứ, gà đương nhiên chính là gà rồi. Thịt gà mái tươi hầm thành canh, nước dùng được hầm trước. Còn xiên này không khác gì mấy với xiên đồ chiên, đều là rửa sạch tất cả các nguyên liệu đủ loại kiểu dáng, xiên vào que tre sau đó nhúng trong canh gà đã được bỏ gia vị nêm nếm sẵn vào gia vị chính là gia vị dầu đỏ tứ xuyên chính thống muối ớt đỏ bột hoa tiêu dầu vừng các loại hương liệu nghiền thành bột mịn nhiều hơn là mè trắng tất cả nguyên liệu đều đổ vào trong bát sứ sau đó dùng dầu nóng rưới lên chiên ra mùi đổ ngược vào trong canh gà đã hầm xong như vậy một phần đồ gia vị của gà xiên thố đã hoàn thành công việc còn lại là nhúng tất cả các xiên ở trong canh gà nấu chín vốn đã mang theo mùi thơm. Các loại nguyên liệu cần thời gian nấu khác nhau, nên Lâm Chu phải nấu riêng từng thứ. Sau khi làm lạnh mới nhúng vào trong đồ gia vị. Trong phòng khắp nơi đều là mùi thơm gà xiên thố. Mùi thơm của canh gà dung hợp với vị tê cay của dầu đỏ, mùi thơm không chỗ nào chê. Mùi thơm của hương liệu, ớt còn có mè trắng cũng rất đậm đà. Đừng nói người, chó cũng chịu không nổi vừa rồi cơm nắm còn ngồi xổm trong góc phòng bếp cũng lắc mông chạy ra, canh giữ phía dưới cái bàn của phòng khách, ngửi mùi thơm đến buồn ngủ. Trên bàn cơm đặt các loại nguyên liệu. Chờ ngâm cho thấm vị là có thể ra ngoài bày quầy hàng. Tính ra đi đâu bày quầy hàng đây, nhiệm vụ chỉ có địa điểm là thành đô và yêu cầu bán một ngàn xiên, thì không có gì khác. Cậu cũng không quen thuộc với thành đô. Chỉ nghĩ tới gấu trúc, còn chưa nghiên cứu chỗ nào thích hợp bày quầy hàng bỏ đi, dù sao cũng không quy định địa điểm, đến lúc đó lái xe ba bánh tùy tiện dạo ở trên đường. Cậu muốn bày quầy lúc mấy giờ, ăn cơm tối ở nhà hay là sao? Mọi người bận rộn thẳng đến tận trưa. Quản gia tôn làm xong cởi tạp về đi tới hỏi. Từ sau khi tiểu lý đến, Lâm Chu nấu cơm hoặc là quản gia tôn nấu cơm, đều có thể chuẩn bị thả ga, không sợ lãng phí. Bởi vì chỉ có không đủ ăn, chứ không có vụ ăn không hết ban đầu lúc tiểu lý vừa tới mọi người còn chưa xác định rốt cuộc năng lực của anh tới đâu sau hai bữa cơm liên tục tiểu lý đều không ăn no mọi người chuẩn bị nhiều mới dần dần nắm chắc để chuẩn bị tốt lượng đồ ăn cho mọi người ăn cơm tối xong rồi ra ngoài vậy mấy tuần gần đây bày quầy hàng không phải buổi sáng thì là buổi chiều rất lâu không ra ngoài buổi tối nên cậu muốn bày hàng buổi tối một đợt vậy tôi đi chuẩn bị cơm tối buổi tối ăn gà xiên thố không phải được rồi à, thấy quản gia tôn còn dự định nấu cơm lâm chu rất nghi hoặc bình thường cậu làm món mới không phải đều ăn món ăn hả sao còn muốn làm cơm tối quản gia tôn hiểu thói quen này nhưng ánh mắt của ông nhìn tiểu lý lúc này lâm chu cũng đã hiểu trước kia khi mọi người ăn thử do sức ăn không lớn ăn một chút đã no sức ăn của một mình tiểu lý bằng ba người nếu cơm tối chỉ ăn gà xiên thố sợ là ăn xong lâm chu cũng không cần đi ra bày quầy hàng nữa có chuyện gì lớn đâu rất nhiều gia vị nguyên liệu cũng nhiều muốn ăn bao nhiêu cứ bỏ vào trong nước sốt ngâm là được làm nước sốt rất dễ lâm chu còn tưởng rằng chuyện gì lớn cơ vậy chúng ta chuẩn bị vài món để ăn tối những cái này chừa lại cho cậu bày quầy hàng mọi người vẫn luôn đặt chuyện lâm chu bày quầy hàng lên vị trí hàng đầu đám người quản gia tôn biết lâm chu thích bày quầy hàng bình thường chuyện quan trọng nhất chính là bày quầy hàng đương nhiên bọn họ cũng coi trọng làm công nhân ai không đặt chuyện ông chủ coi trọng lên hàng đầu chứ càng không cần nói tất cả mọi người cực kỳ quý trọng công việc này từ trong đáy lòng đặt chuyện của lâm chu trở thành chuyện quan trọng nhất được lâm chu gật đầu nhìn thấy cậu ra ngoài chó con liền lắc mông chạy theo phía sau cậu cậu gọi một tiếng cơm nắm gọi chó con bằng tên mới, nó vẫn chưa quen lắm. ở phía sau Lâm Chu không phản ứng gì, nhưng Lâm Chu thấy khá thú vị. cậu có thêm một cái đuôi. đợi đến lúc cơm tối, các loại xiên đã ngâm thấm vị, có thịt có rau, mùi vị tê cây cực kỳ nồng đậm. trong cả phòng đều là mùi vị của gà xiên thú khiến người ta không thể trốn ở đâu, chỉ có thể đắm chìm trong mùi thơm này. hiện tại không phải mùa hè, nguyên liệu nấu ăn xử lý xong thậm chí không cần bỏ trong tủ lạnh tùy tiện đặt bên ngoài cũng không sợ người khác ăn vụng mỗi lần tiểu lý đi ngang qua đều không nhịn được nuốt nước miếng môi trường làm việc đúng là tốt thật chỉ là mỗi ngày đều đang khiêu chiến lực nhẫn nại của anh tiểu lý kìm nén sự thèm thuồng chụp ảnh đăng lên trong nhóm đồng nghiệp thật sự quá đau khổ mỗi ngày ông chủ làm đồ ăn ngon mỗi ngày đối với tôi đều là một loại khiêu chiến thật sự quá khó khăn mà tin nhắn này vừa đăng lên trong nhóm nháy mắt có thêm mấy men có ai tin không thật sự không làm được thì tôi làm cho tôi bằng lòng chịu đựng sự đau khổ này tuần này ông chủ lâm bày quầy hàng ở đâu thế muốn ăn quá đây là gà xiên thố mà thèm ghê tôi phát hiện món mà ông chủ lâm làm đều là kiểu tăng sức ăn khiến người ta nhìn là rất muốn ăn tiểu lý cũng phát hiện điểm này món mà ông chủ làm trước không nói mùi thơm nồng nàn cỡ nào chỉ riêng bề ngoài đã rất thu hút người khác mượn gà xiên thố mà nói, dầu đỏ của gia vị đỏ đến phát sáng, trơn bóng còn ngâm trong mè trắng, đỏ trắng kết hợp với nhau, sợ là nhúng đế dày cũng thơm. Chỉnh thể đồ nhúng giống như một thùng nhụm lớn, bất kỳ món nào thả vào lấy ra đều thành món ngon. Còn có đậu hũ của tuần trước. Anh tận mắt thấy từ đậu nành bình thường sau khi mài thành bã đậu, lọc bã, nấu lên liền biến thành một thùng đậu hũ lớn trắng như ngọc. Kết hợp với đủ loại gia vị, tuyệt cú mèo, nghĩ lại liền chảy nước miếng không biết này gà xiên thố ăn ngon như nào anh chỉ thấy ông chủ thường dùng ba loại ớt dùng lời của ông chủ nói ớt khác nhau sẽ có mùi thơm khác nhau trước tiên xào khô ra mùi thơm sau đó còn phải dùng cối đá mài nhỏ cùng lúc còn thêm các loại hương liệu mài chung thành gia vị cực kỳ phức tạp nhưng thành phẩm thì thơm cực còn có canh gà kia nước dùng hầm ra bằng gà mái chính gốc nước dùng có gia vị thật sự rất tuyệt gà xiên thố đương nhiên không thể thiếu gà. Thịt ức gà tươi mới xiên thành xiên, nấu đến độ nóng rồi ngâm trong nước dùng, tươi mới mọng nước. Còn có những quả trứng cút đáng yêu, sau khi nấu chín xiên vào que tăm rồi ngâm trong nước dùng. Đủ loại kiểu dáng nguyên liệu khiến người ta xem hoa cả mắt. Lâm Chu mua nhiều nguyên liệu nấu ăn, quản gia tôn sợ không đủ ăn nên rửa hết, cắt thành khối nhỏ xiên vào trong que tăm. Sau khi nước dùng đã hầm chín, chỉ cần thả đồ ăn vào ngâm trong gia vị là có thể ăn cực kỳ thuận tiện còn ngon miệng cuối cùng đã tới giờ ăn cơm tối dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ai nấy cũng cầm một cái khay bắt đầu vây quanh bàn muốn ăn gì thì lấy cái đó bọn họ lấy một đống xiên thật ra mỗi xiên cũng chỉ ăn một miếng là hết lâm chu mở màn lấy xiên thịt gà trước tiên thịt ức gà tươi thái thành từng lát xiên lên que tre không dày không mỏng vừa nóng lên sẽ lập tức trở thành màu trắng, rồi đặt trong nước dùng. Lúc lấy ra thì phủ đầy dầu đỏ và mè trắng, đỏ rực, dầu đỏ nhỏ xuống, tản ra mùi thơm mê người. Mùi thơm của tiêu xanh kết hợp với mùi thơm của ớt, phối với vị tươi của nước dùng, toàn bộ được thịt gà hấp thu. Vị ẩm ướt mang theo nước của nước dùng cùng thịt gà đưa vào trong miệng. Vị mềm mại của thịt gà trong lúc này hóa thành thực chất, kết hợp với vị cay của dầu đỏ, vị chua cay của tiêu xanh, thật sự hấp dẫn người khác. Vừa vào miệng mùi thơm của tiêu xanh bùng nổ trước, kết hợp với mùi ớt, cộng thêm thịt gà trơn mềm mọng nước, có thể nói là cực kỳ ngôn vị nóng rác khiến người ta có một cảm giác bùng nổ. Một xiên một ngụm, căn bản không đã nghiền ngược lại hoàn toàn mở ra cảm giác thèm ăn. Tiểu lý đã ăn không dừng lại được. Vị tê cây tứ xuyên chính tông này, đối với những người phương Nam bọn họ chưa từng trải nghiệm mùi vị tê cây tứ xuyên thật sự rất kích thích lúc đầu ăn một hai xiên còn đỡ, cảm nhận được chỉ có vị tê cây thơm ngon, khi ăn nhiều hơn, bắt đầu ngấm vào thì thấy cay thật. Mấy gì giúp việc không chống đỡ được đầu tiên, không ăn được mấy xiên đã phải đi tìm nước uống. Không ngờ ớt bên này cay như vậy. Dì Phương ăn cay vừa hít hà, vừa uống nước ừng ực, nhưng vẫn muốn ăn, cho dù là món chay hay là món mặn, mùi vị đều cực kỳ ngon. Tuy rằng cay nhưng rất thơm. Mùi cay nồng đậm vừa đủ, Mấy xiên vừa vào bụng, thân thể cũng trở nên ấm áp hơn. Mọi người chỉ ăn không ai lên tiếng, trong nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại tiếng nhai nuốt và tiếng hít hà do bị cây mà uống nước. Hài hòa lại ấm áp. Tiểu lý ăn đến say mê, một ngụm một xiên cũng không thỏa mãn, một ngụm ăn liền mấy xiên, miệng ngậm đầy đồ ăn, bị cây đến đỏ rực. Lâm Chu cũng cảm thấy cay, ăn hơn 20 xiên thì không ăn nữa. Nước dùng làm theo công thức không ngờ cây như vậy. Đối với người không thể ăn cây quá như cậu, ăn nhiều thì dạ dày không chịu nổi. Nhưng đối với dân bản xứ, có lẽ độ cây này vừa vặn. Lâm Chu ăn cơm tối xong thì thu dọn nguyên liệu chuẩn bị bày quay. Chó con ăn một chút nước dùng hầm đồ ăn thấy Lâm Chu muốn ra ngoài, không ừ hử một tiếng đã đảo quanh phía sau mông của Lâm Chu. Lúc Lâm Chu bận rộn cũng không chú ý, chờ lên xe ba bánh liền nhìn thấy chó con trực tiếp nhảy lấy đà cũng muốn lên xe, co ro bên cạnh cậu, không nhúc nhích. Lâm Chu Hửng, cơm nắm, trời lạnh, quay về phòng chờ cho tao. Lâm Chu sờ đầu chó con, muốn kêu nó quay về phòng, nhưng chó con không phản ứng gì, gâu gâu hai tiếng tiếp tục ngồi chồm hổm. Quản gia Tôn đi theo ra tiễn Lâm Chu muốn lên bế chó con xuống, dẫn theo chó con cũng không biết làm sao đi bày quầy hàng. Nhưng chó con giống như nhìn ra ý đồ của quản gia, nhanh chóng trốn phía sau ống quần của Lâm Chu. Cậu chủ, cái này. Quản gia tôn chỉ có thể xem ý của Lâm Chu. Lâm Chu cũng hơi đau đầu. Cậu chưa từng nuôi thú cưng, trong nhất thời cũng không biết làm sao. Chó con có thể bởi vì là cậu cứu, luôn dính với cậu. Không ngờ thấy cậu ra ngoài cũng đi theo. Bỏ đi, có thể vừa đến nhà, sợ hãi với hoàn cảnh không quen thuộc, hôm nay cháu dẫn theo nó đi bày quầy cùng vậy. Lâm Chu vẫn rất có kiên nhẫn với con chó con mà bản thân nhặt về. Vì thế Lâm Chu lái xe ba bánh xuất phát với ánh mắt nhìn theo của đám người quản gia tôn. Bởi vì không biết đi đâu bày quầy hàng. Lúc cậu ra ngoài đã mở bản hiệu của quầy hàng, ánh đèn sáng ngời, ảnh chụp trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Xiên được ngâm trong mấy bình sứ trên quầy, cách khá xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy đống que tre chi chít dày đặc, được che trong tủ kính môi trường vệ sinh sạch sẽ sáng bóng khiến người ta nhìn rất thoải mái. Vừa lên đường, Lâm Chu đã cảm nhận được thỉnh thoảng có người trên đường nhìn qua. Nhưng không biết có phải người tứ xuyên khá dè dặt không, ngược lại không ai kêu cậu, nhiều nhất chỉ nhìn thêm mấy cái. Chẳng lẽ cậu phải dừng lại tìm một nơi bày quầy bán hàng, Lâm Chu không khỏi bối rối, lúc lái xe ba bánh vừa nhìn đường vừa không quên nó chú chó con trên sàn xe. Gọi là chó con nhưng thân hình cũng không nhỏ lắm, nó dài khoảng nửa cánh tay của người trưởng thành chỉ là chân hơi ngắn khi nó cuộn tròn bên chân lâm chu thì không thấy chân nó đâu lâm chu dạo quanh vài con phố sau đó cậu thấy có người bày quầy bán hàng trước cổng một khu dân cư lâm chu thuận thế dừng lại bên cạnh người nọ chủ yếu là vị trí bày quầy bán hàng trước đây đều do hệ thống định sẵn cậu không hề quan tâm đến chuyện đó nhưng nhiệm vụ tuần này chỉ có địa điểm thành phố. Còn lại không cung cấp vị trí gì, Lâm Chu không biết nên đi đâu. Cậu vốn chỉ muốn đi loanh quanh xem có ai gọi cậu lại mua gà xiên thố không. Nào ngờ chạy mấy con phố cũng không có người nào đến, thế là chỉ đành tự tìm chỗ bày quầy bán hàng. Sau khi tìm được vị trí, Lâm Chu vừa xuống xe đã thấy chó con cũng nhảy xuống theo, bám sát phía sau cậu, một bước không rời. Ấy, đôi chân ngắn ngủn của mày cũng nhanh nhẹn đấy chứ. Lâm Chu thay đổi ấn tượng về chú chó con này. Cơm nắm, mày đi sang một bên đợi trước đi, tao đặt ghế xuống đã. Lâm Chu đổ xe ba bánh xong thì hạ tấm ván gấp trên xe xuống, sau đó không còn việc gì làm nữa. Cậu đã chuẩn bị sẵn gà xiên thố ở nhà rồi mới mang thẳng ra ngoài bán. Lúc này, gà đã được ngâm trong thố sành, cậu không cần thao tác gì ở hiện trường, khi nào có khách đến gọi món cứ việc đóng gói là xong. Lâm Chu cảm thấy vẫn còn nhàn nhã lắm. Mùa hè, trên đường có rất nhiều quầy hàng bán gà xiên thố. Nhưng khi trời trở lạnh vào tháng 12, trên cơ bản không có quầy hàng nào. Bây giờ, mọi người thấy Lâm Chu bán gà xiên thố còn có cảm giác mới lạ. Hiện tại là 8 giờ tối, khu dân cư vẫn có không ít xe cộ và người tới lui, Lâm Chu vừa dừng lại không bao lâu đã có khách hàng ghé đến hôm nay vậy mà có người bán gà xiên thố trước cổng khu dân cư này ông chủ bán thế nào hê hey, hê hey. có phải là gà xiên thố gà xiên thố một tệ một xiên hông lâm chu lâm chu nhìn khách hàng vừa lẩm bẩm một mình vừa bước đến trước quầy hàng cậu còn chưa trả lời mà người nọ đã tự bật cười cảm thấy hơi cạn lời câu có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này chính là đôi khi một mình ra ngoài bày quầy bán hàng thật sự bất lực lắm đồ chay ba tệ mặn năm tệ được tùy ý lựa chọn đúng không khách hàng cười xong thấy ông chủ không lên tiếng chỉ nghiêm túc nhìn anh lập tức cảm thấy hơi xấu hổ trời ạ à, lúc nãy anh vừa làm gì chứ ở nơi đông người ngáo chết anh rồi khách hàng cứng ngắc nói xong vội nhìn về phía gà xiên thố trong tủ kính đôi mắt anh đỏ bừng vừa nhìn đã biết đang cực kỳ thèm ăn lúc lâm chu mở tủ kính ra mùi thơm gà xiên thố lan tỏa và tràn ngập trong không khí bằng tốc độ rất nhanh có người đi đường nhanh chóng dừng bước để tìm nơi phát ra mùi hương ánh mắt người nọ rơi lên người lâm chu đang lấy xiên ra ngoài chính là quầy hàng này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha